Quốc Khánh thì tôi đã được gặp và đã được làm việc ở một số chương trình. Tôi hiểu đây là một diễn viên rất là thông minh. Còn Phương Lan thì hôm nay anh mới được gặp em. Dạ, thực ra hôm nay cũng là lần đầu tiên em mới được gặp anh, mặc dù em đã coi anh trên YouTube rồi. À. Dạ. Và em đã coi chương trình trên YouTube hay là trên những cái kênh sóng nào chưa? Dạ, em coi chương trình này trên YouTube. Và em cảm thấy điều gì thú vị nhất ở chương trình? Em cảm thấy là về cái phần mà đoán á, với lại để mà tìm ra được cái người, em nghĩ là cái phần đó là cái phần thú vị nhất. Và cái phần giải thưởng thì nó sẽ thú vị hơn nhiều. Dạ. Và em đã bao giờ diễn cùng hay là đã có dự án nghệ thuật nào cùng với Quốc Khánh chưa? À dạ, nếu như mà nói đúng hơn là đây là một team ở sân khấu Thế Giới Trẻ. À. Em đang định nói là bữa nay không biết là ai thắng ai thua, chứ chắc chắn anh Trung là thua 4 em rồi. Dạ, tụi em là người nhà với nhau. Dạ. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng tôi thì ban bình luận luôn luôn đứng về phía người chơi, luôn luôn mang tới những thông tin tốt nhất, nhưng đấy là mong muốn của họ. Còn có tốt nhất hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của họ. Đã có rất nhiều những cặp người chơi đến với chương trình mở đầu rất yêu quý ban bình luận, và khi kết thúc thì ra về mà không nhìn mặt ban bình luận. À, dạ. Tụi em làm xong cái chương trình này bữa giờ đúng không? Đúng là rồi. Mình cạch mặt đâu hết nửa showbiz rồi. Quốc Khánh, dạ. Em có tự tin vào năng lực của hai người bạn mình đang ngồi ghế bình luận không? Thực sự là em với Quang Trung là quá thân rồi. Ừ. Là hai người chơi chung quá nhiều là em đã hiểu Quang Trung là người rất là thông minh. Còn chị Bu là có một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc. À. Cũng như là gu thời trang mà rất là đẹp. Giống như hôm nay chị Bu mặc cái áo màu trứng hộp vịt muối á, cũng rất là đẹp. Cái màu đẹp màu trứng hộp vịt muối. Có nghĩa là cả trường quay một mình chị một kiểu. Dạ. Và đôi khi tất cả mọi người đi một hướng, chị lại đi một hướng. Dạ. Và chị sẽ mang tới chúng ta sự bất ngờ, một là chị đi hướng nào chúng ta đi ngược lại. Đúng không? Dạ, đúng chúng rồi. Ta sẽ thành công. Anh ơi, với lại thực ra Quốc Khánh không phải là cố tình khen em nhỉnh hơn chị Buka chút xíu đâu. Có lý do hết đó mọi người. Thiệt ra là Quốc Khánh hôm qua xin qua nhà em ngủ để sáng nay đi quay chung mà. Chở đi nữa. Đi chung xe. Ăn chung đồ ăn của em, ngủ chung giường, đi chung xe, tắm chung một chỗ. Quay từ từ, em thắc mắc một người mà hiện tại đang rất là nổi tiếng luôn mà phải mượn tiền rồi qua nhà ngủ chung ngộ. Ăn ké. Trời ơi. Em ơi, như thế mới nhanh giàu được. Hèn chi người phốt phát quá. Cái gì cũng phải cần tích lũy. Còn bây giờ nếu muốn giàu, đơn giản thôi, các em phải tích lũy thật nhiều tiền thưởng trong chương trình. Các em đã sẵn sàng chưa? Dạ. Hãy về vị trí của mình. Đến với chương trình Giác quan thứ 6, người chơi sẽ phải vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi. Tương ứng với 5 vòng thi sẽ là 5 gói tiền thưởng với các mệnh giá 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Người chơi sẽ phải gặp gỡ 6 vị khách mời với những nghề nghiệp của từng vòng, và họ sẽ phải chọn nghề nghiệp tương ứng với khách mời của chúng tôi. Nếu đúng, họ sẽ nhận được số tiền mà họ đã lựa chọn. Nếu không đúng, đương nhiên tiền sẽ ở lại với chương trình. Bây giờ sẽ là gói tiền thưởng từ 1 đến 5. Hai bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng nào? Vậy thôi mình chọn số 3 đi. Số 3. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 6 khách mời. Họ là những ai? Chúng ta sẽ cùng xem. Xin mời. Và hôm nay một chủ đề rất đặc biệt, đó chính là chủ đề rừng xanh. Chúng ta có hổ này, chúng ta có tặc răng này, chúng ta có thỏ này. Ê? Chúng ta có ếch, có khủng long và có gấu nữa thì phải. 6 nhân vật trong khu rừng này sẽ nói gì về mình? Nào bây giờ xin được mời chú hổ. Wow. Tiếng thét như làm rung chuyển cả khu rừng, làm những ai đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Uy nghiêm, hùng dũng và khỏe mạnh, trong đây ai mà sánh bằng. Ôi sợ quá. Con là cọp con, và hãy đoán thử xem con là ai nhé. Hãy cùng xem nhân vật số 2 là gì. Con xin chào các cô các chú. Cuối tuần con hay được ba mẹ dẫn đi sở thú. Con được xem voi diễn xiếc, cho thú ăn và cả đạp dịch nữa. Mà con thích nhất là bạn rùa. Bạn rất dễ thương mà thông minh nữa. Và các cô các chú hãy đoán xem con là ai nhé. Trong thế giới của tuổi thơ thì cái gì cũng có thể xảy ra. Vì ngoài đời thật thì không có chú rùa nào mà lại màu xanh vàng như thế này cả. Tôi sẽ gọi bạn là bạn rùa ếch. Và hãy cùng đến với nhân vật số 3 của chúng ta. Con có một ước mơ, một mơ ước
vừa tầm vũ trụ. Đó chính là có thể hiểu và trò chuyện được với muôn thú. Và đó chính là mơ ước của con. Và hãy đoán xem con là ai nhé. Yeah, yeah. Mời bé số 4. Con yêu bộ lông trắng muốt, đôi tay dài nhỏ xinh của mấy bạn thỏ. Nên ở nhà con có rất rất là nhiều bạn thỏ, thú nhà bông. Mấy cô nè, mấy chú có thích sự đáng yêu và thông minh của mấy bạn thỏ không? Nếu có thì về tim con nhé. Và hãy đến thử xem con là ai. Yeah yeah. Anh có cảm giác đây chính là cùng họ với cả Khánh như nhau ấy. Anh nhìn trông mũm mĩm như nhau đấy. Này bạn số 4 ơi, đây có phải là họ hàng người quen của bạn không? Chú Quốc Khánh này này. Không phải à? Mà sao ánh mắt cũng kỳ thị chú? Ánh mắt đi. Thôi không có cầm. Cũng đúng thôi, con là thỏ, còn chú này bên họ nhà Hà Mã. Bên họ nhà Hà Mã. Bên họ nhà Hà Mã. Hà Mã. Địa danh là Hà Mã mà. Bảo sao Quang Trung, em thấy trực giác của anh giỏi không? Quá hay. Nào anh cùng đến với nhân vật số 5. Này thỏ, hôm nay chúng ta sẽ không chơi đuổi bắt nữa mà hãy làm hòa một bữa nhé. Này thỏ trông xinh đấy, nhưng với ta xinh hơn. Con thích ăn cà lem, bơi lội và xem phim hoạt hình. Mọi người có thể gọi con là bé sói và hãy đoán thử xem con là ai nhé. Lần đầu tiên thấy sói thân thiện tới vậy luôn. Và bây giờ sẽ là nhân vật số 6. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Con rất thích sự thông minh và sự lém lỉnh của bạn khỉ. Hôm nay con sẽ hóa trang thành một bạn khỉ rất đáng yêu. Các cô chú hãy đoán xem con là ai nhé. Như vậy là chúng ta đã đến với phần giới thiệu của 6 nhân vật đáng yêu trong khu rừng xanh. Họ có những thông tin gì và thông tin nào tương ứng với họ để cho hai người chơi Phương Lan và Quốc Khánh lựa chọn? Chúng ta sẽ cùng biết sau ít phút nữa, thưa quý vị. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng 1 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Nhiệm vụ của hai người chơi sẽ phải lựa chọn khách mời nào tương ứng với thông tin mà chúng tôi sẽ đưa ngay ra đây. Bây giờ sẽ là thông tin. Thử pháp theo em, trong 6 bạn thử nghĩ ở đây từ 1 đến 6, em thấy bạn nào sẽ phù hợp với cái thông tin này? Cái bạn nhỏ mà viết được thư pháp đó, em nghĩ là chắc phải luyện và tập rất là nhiều. Ở đây thì có bạn bạn rùa á, bạn đó thì em thấy là có vẻ như là bạn đó bỏ nhiều cái tâm tư và cái thời gian để luyện thư pháp cho nên bạn đó bị cận thị. Khánh này Khánh, em bé cận bẩm sinh. Không, ý là cái này là một cái dữ kiện nhỏ. Với lại là em nghĩ là thư pháp là cái thần thái nó phải là bình tĩnh, tại vì người viết thư pháp họ rất là tĩnh. Em nghĩ như vậy á, và ở đây là tâm thế mà bình tĩnh nhất là em thấy chỉ có bạn rùa với lại bạn khỉ. Giống như bạn rùa nên anh thấy không, cái tay để vậy nè. Đó. Tại sao để vậy? Viết nhiều quá mỏi tay, đâu hoạt động được nữa, đâu để vậy hay để vậy được, phải để vậy. Đó là cái đánh giá logic của Quốc Khánh. Thế còn Phương Lan thì sao? Em thì lúc đầu em cũng hơi cảm có một cái giác quan là đúng là cái như là bạn rùa. Nhưng mà em chỉ sợ là nhiều khi chương trình nếu mà nhìn vô đúng thì là, nếu như mà thư pháp thì bạn là có cái nhìn là gần giống nhất. Nhưng mà em đang có một cái tư duy riêng là có khi nào là con gái hay không. Dạ, cho nên là em đang hơi hướng nhìn qua bạn sói. Cho nên là em nghĩ là bạn số 2 hoặc là bạn số 5. Nào bây giờ sẽ là đánh giá của ban bình luận. Mọi người nghĩ đi. Mọi người nhìn lên đó. Mọi người không biết thì sao em biết? Thì sao em biết? Nào, hãy nghe giác quan của Quang Trung đây này. Bé số 2, số 5 với số 6 thì mình lại có cái cảm giác là các bé sẽ có thể học và biết thư pháp. Xin lưu ý với hai người chơi, chúng ta có 3 quyền trợ giúp. Chúng ta có trợ giúp loại trừ. Loại trừ đi những bé không có cái thông tin này. Và chúng ta có trợ giúp thứ hai, đó là hỏi nhanh đáp nhanh. Với các bé thì mọi người sẽ có 2 phút. Nếu với người lớn thông thường các chương trình sẽ chỉ có 1 phút. Các bạn có thể hỏi, các bé sẽ nói vào tai tôi và tôi sẽ trả lời lại. Và đương nhiên có những câu hỏi các bé sẽ trả lời và có những câu hỏi các bé sẽ không trả lời. Vì nếu thông tin và câu hỏi quá trực diện. Và trợ giúp thứ ba đó là đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng nếu như các bạn chắc chắn với phương án mình lựa chọn. 3 trợ giúp này sẽ được dùng từ vòng 1 đến vòng 3.
các bạn có thể dùng lần lượt hoặc có thể dùng tất cả trong cùng một vòng cũng được. Thì thật sự nếu đúng như Quang Trung nói là bé số 2, bé số 5 và bé số 6 đang là trong cái tầm ngắm của mình đúng không chị? Đúng rồi, là có hai bé quen nhau bé của chị. Em nghĩ là bé số 2 á, cái tỷ lệ rất là cao. Cái dáng đứng này là cái dáng đứng của mặc áo dài với thư pháp. Đúng. Đúng rồi, chị nghĩ là dòng 1 á, cái khả năng có thể bé số 2 nó nhiều á. Phải không? Em tin chị nha. Và bây giờ lựa chọn của các bạn sẽ là? Em nghĩ là chọn bé số 2. Vậy là cả hai bạn cùng đồng lòng. Chắc nha. Chắc em, còn không chắc thì thôi. Ban bình luận chắc hẳn cũng đồng ý với quyết định của tụi em. Có biết gì đâu mà đồng ý. Trời ơi, tôi đã không biết gì. Không, Trung không biết thiệt. Tại vì nãy em chọn này số 2 với số 6, chị chọn số 5. Cái quan Trung gom lại đó, số 2, số 6, số 5. Không, hồi nãy chị không nghe không? Em với chị ngồi nói chuyện, bàn số 2 Trung với chị Buka vậy nè. Có mình chị à. Vậy là Buka thì số 2, Quang Trung có thể là số 2. Dạ, em nghĩ số 2. Bây giờ sẽ là kết quả. Triệu đó. Nhưng mà thường á, tụi chị mình đoán đúng người á thì sẽ sai số tiền. Nào hãy cùng xem số tiền là bao nhiêu. 25 triệu. Tôi sợ 1 triệu lắm. Tôi biết một ngay triệu. Mà không sao mấy đứa, 1 triệu cũng là tiền. Đó là công sức của chúng ta làm ra. Đúng, đúng vậy. Rồi. Hai đứa 500, hai đứa này 500. Ok. Mới thủ lòng thôi là thái độ rồi. Không có, tụi em tính nói bên đó 700 đây 300. Thôi thấy trời ơi. Chị Bu Lan đúng là người tốt và là người trưởng thành đó. Còn bây giờ hãy cùng gặp gỡ với bé số 2 của chúng ta. Mời con tiến lên phía trên. Rồi bây giờ con trai hãy giới thiệu về mình này, cũng như là sở thích của con để cho các quý vị khán giả được biết nào. Dạ con tên là Trần Thiên Phú, hôm nay con 12 tuổi và con đã viết thư pháp được 5 năm rồi. Trời ơi, viết năm 7 tuổi. Dạ. Ở nhà con thì có ai viết thư pháp không, bố con, mẹ con hay là những người thân của con không, để hướng cho con hay là con tự thích và con học? Dạ con tự thích con học chứ nhà con không có ai biết viết hết. Wow, tại sao con lại thấy thư pháp thú vị để con học? Tại viết thư pháp nó giúp mình nhẫn hơn, có đức hơn. Có nghĩa là luyện cái tính kiên trì này. Dạ. Luyện cái tính điềm đạm này. Dạ. Và sâu sắc hơn này. Và hơn hết với các bạn khác thì sẽ rảnh rỗi, sau giờ học thì sẽ chơi game, sẽ đọc sách. Còn với con thì lấy thư pháp là giải trí, có đúng không? Dạ. Vậy thì hôm nay con có sẵn sàng để gửi tặng cho chương trình một bức thư pháp do chính tay con viết không? Dạ con có thể tự viết cho các cô các chú luôn. Tức là chú muốn chữ gì con viết được chú chữ đó. Dạ con tự cho chú luôn. Cho chữ anh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần viết thư pháp của con nhé. Dạ. Rồi cảm ơn con. Con chuẩn bị nào. Tiểu sự nhẫn đại sự thành. Là tặng anh chữ nhẫn á. Rồi chị cảm ơn con. Tiểu sự nhẫn đại sự thành à. Là con cúng chúc cho chú nhẫn một chút thì được cái thành công lớn. Chú cảm ơn con, con rất hiểu chú. Bây giờ xin được mời Hà Mã Quốc Khánh. Cảm ơn con. Con kính chúc cho chú luôn được bình an trong thế giới đầy cái bất an. Những cái chữ con viết đều là những thứ mà trong lòng chú vài ngày nay chú đang nghĩ rất là nhiều. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ. Vạn sự tùy duyên, con muốn chúc cho cô điều gì cũng theo duyên của cô hết. Cảm ơn con nhiều nha. An với chỗ mình ở, vui với việc mình làm. Là cô đã an với chỗ mình ở, cô cũng vui với việc mình làm. Dạ con cảm ơn thầy. Chân tâm tài tất đáo,
hữu đức phúc tự lai, là tâm của chú chân thành thì sẽ có tài, chú có đức thì tương lai phúc nó sẽ tự đến. Con chắc chắn sẽ là tấm gương của rất nhiều các bạn nhỏ để đến với những cái môn chú nghĩ rằng đây là môn nghệ thuật, và không chỉ đơn giản là nghệ thuật, nó còn là nghệ thuật gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Cảm ơn con, không chỉ viết đẹp, không chỉ bố cục đẹp, mà con còn đọc được suy nghĩ tâm tư của người xin chữ con nữa. Đó là một khả năng không phải ai cũng có. Nhớ gìn giữ nó một cách trân trọng và luyện rèn mỗi ngày con nhé. Cảm ơn con một lần nữa, và chúng ta dành một tràng pháo tay cho thầy đồ nhí của chúng ta.